Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phèng. Nay Phèng được em Xính một chân mời lên Nha Trang chơi. Từ ngày Xính lên trên đấy ở là Phèng chưa lên lần nào. Anh Phèng chưa lên lần nào nhỉ Xính nhỉ? Chưa. Đấy thì là Phèng cũng có nhiều công việc nên là chưa có thời gian lên đấy. Chỗ này là thôn Bình B hả em? Đúng rồi, chỗ này Bình B. Thôn Bình B của xã Thuận Hòa của huyện Vị Xuyên các bác ạ. Nhưng mà nhà em Xính một chân ở tít trên đỉnh núi cơ. Ở trên đấy là hình như là có mỗi một mình em ở trên đấy sao nhỉ? Đúng rồi. Không còn ai ở trên đấy à? Không. Đây nó chỉ tạm thời đi chăn trâu. Đấy, không nói phải về đâu nè. Ừ. Các bác hôm nay Phèng được tay lái Xính một chân. Phèng bảo là để Phèng lái nhưng mà em Xính bảo là thôi, để em tự lái, anh lái xe còn có khi còn nguy hiểm hơn cả em ý lái. Em ý quen đường. Nhưng mà con đường là cũng được sửa rồi đúng không em? Đúng rồi, không phải bộ đào. Là các bác, em Xính là một trong những nhân vật vô cùng đặc biệt trên các kênh của nhóm anh em. Em Xính thì đã bị không may bị cụt một chân, nhưng mà cái lực sống của em rất là phi thường. Phèng lên để thăm chơi em thôi, chứ cũng không có mục đích kêu gọi gì. Nên là từ đầu video thì Phèng cũng mong các bác khán giả xem là những ai mà không thích thì các bác không nên buông lời cay đắng. Bởi vì cũng như nhà anh em trên đồi thông thôi, nhà điếc, nhà sùng, nhà trần thôi. Các quý khán giả, những mạnh thường quân đã giúp tiền cho nhà em thì cũng mong muốn là bây giờ gặp lại em để xem mà cuộc sống gia đình của em như nào. Thì nhà em Xính này hay là các anh em trên đồi thông hay là đồi ngô và tất cả các khán giả, những cái hoàn cảnh mà đã được giúp rồi ấy, thì anh em sẽ quay lại để xem cuộc sống của họ thay đổi đâu và xem lại cái giá trị vật chất, những ngôi nhà hoặc những con vật nuôi mà đã được giúp rồi ấy, thì nó đang được phát triển như thế nào các bác. Nên là các bác thông cảm. Các bác nào không thích các anh em thì mong muốn là các anh em, các bác là bỏ quá cho. Trên này là Xính, là ngày xưa là đất ở trên này là ai cho đấy? Là kiểu các bác các chú nó ở đây xong là nó di cư về vùng cao hết, xong là bố còn mỗi một mình bố ở lại, xong là nó bảo bố ở lại bố trông mấy cái mộ mạ với các cụ già ở đây thì nó mất tại đây thì bố trông thì xin đi quay. Ôi. Chênh vênh các bác ạ, bởi vì nó chỉ có một bên thôi, một bên là vực thẳm. Con xe này nó chịu được một vài năm rồi, nó cũng giỏi đấy. Lúc đầu mua nó còn bóng nhoáng cơ, bây giờ lát sắp thành xe đồng nát rồi. Nhưng mà được cái là cái vỏ ấy nhờ, vì nó lát nhưng mà cái máy thì nó rất là khỏe. Bác Đồng Hải bác còn đi xe quay đây, cái xe ga nhờ. Châu đi cho còn ngã chết đi. Ông Hải dám ngồi xe của em không? Không. Chưa dám ngồi xe bao giờ à? Không. Đang ngồi có một lần thôi.
không được anh xuống nhá. Ui giời ôi. Bèng không theo rồi em xính ơi. Ui giời ơi. Đi phải còn cầm thêm hai cái chân của em ấy nữa. Nhưng mà được cái là vành đúc này nó khỏe nhỉ. Có một cái giảm tốc này nó chết rồi này. Cú xính này nó sắp thành người rừng rồi. Tóc tai các bác nhìn này. Đang bảo anh Long đến để cắt tóc thì anh Long còn đi du lịch luôn nữa. Anh Long đi đâu rồi? Anh Long đi xuyên Việt sao? Đi xuyên Việt với ai? Chẳng biết được. Chưa hỏi. Đang hết tiền điện thoại chưa gọi. Chưa gọi được à? Hỏi được à? Biết anh Long không về cắt tóc cho. Tóc dài ngoằng ngoằng rồi. Áo rách te tua hết các bác. Lúc này đi quần đi vừa đi vấp cái gắm vậy. Quần này. Rồi chân móc này. Chân đất. Lúc này đi vừa lên vác gắm mất cả dép rồi. Phải mua ít thịt với ít đậu lên ăn cơm trưa với em. Ở dưới thành phố là nóng lắm. Mấy hôm nay toàn 40 độ rồi. Thôi mấy hôm nay lên trên này. Trú ẩn các bác ạ. Đi. Cái này nó... Ây xa. Các bác nhìn. Dừng. Bác Hải dừng đã. Bác đang đào đường. Ôi giời ơi. Lên thế lên hẳn đi. Đầu tiên luôn ấy, hôm nay ấy. Nếu đi lần trước thì hay hơn. Lần đầu trước thì ấy hơn. Cho anh uống với. Xin ngụm nước đã, không khát quá. Cái nước này mang từ láng xuống đun xuôi. Còn cái đoạn từ đây ra đầu dốc kia. Từ từ trên kia. Kia là đầu tiên thể đắm đò giật mệt. Bác Hải lên cũng chỗ về nghỉ. Nhưng mà thật sự là phải cảm ơn bác Hải rất là nhiều. Bởi vì có bác Hải là khai sáng được một số thứ như đường rồi chăn nuôi các thứ, bởi vì ít ra bác Hải cũng là người thành phố, cũng qua trạm xã hội nhiều. Năm nay quá lở đời người rồi, làm sao mà không biết được những cái việc vặt vặt đấy. Thì giúp cháu một chút là thì nó là cái đơn giản mà đúng không? Không, tính bởi ra là bác Hải là người nên đây vẫn biết là bác quay video chia sẻ với các bác, nhưng thực ra là bác làm được rất là nhiều việc mà nhìn thấy những cái việc là thực tế luôn. Sáng nay thì hai chú cháu mới ở thôi tranh thủ mát chạy vào trong rừng kia chặt ít dây gắm, bởi vì lúc này bảo chắc là phang phang lên đây cũng phải 9 giờ, 10 giờ đấy, ý tứ đấy thế. Thế nên bảo nếu cái xe đấy, xe bác Hải vứt kia, xe bác Hải đi khắp mọi ngõ ngách ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ phang phải chia sẻ với các bác một chút về quả video của bác Hải. Đấy. Không có gimbal nhá đấy. Đấy, bà chặt bằng cây tre, ống vào, đấy, gimbal luôn, loại cao cấp. Đấy, đây sản xuất video đây con. Cái này cũng có bán trên mạng đấy. Đây này. Hôm nay cháu lên đây trời dưới kia nóng quá, với cả từ ngày em xính nằm ra trang ấy, nằm trại cháu chưa lên. Đây nên mua ít thức ăn, mấy bác cháu mình ngồi ăn cơm nhá. Ok, được rồi thì đi thì đi về một tí. Hôm nay lên đây trên cái này vẫn đang còn có món cua đồng. Ồ thế à? Nhưng mà lại rang nữa. Rang rồi. Ồ được. Rang được mà. Thì hôm nay làm phiền bác Hải với em xính xin một bữa cơm. Đấy, công việc của bác Hải thì ở đây thì phen lên đây thì bọn ước hay thắng thì lên đây biết bác Hải đây rồi. Dạ. Thì bác Hải thì cứ mộc mạc chân chất thế này thôi. Dạ. Cái gì mình làm giúp cho các cháu, nói thật sự là kênh của bác Hải thì nó nhỏ. Dạ. Nên là cũng kinh phí nó ít đấy. Hôm vừa rồi lên đây nói thật sự là cũng chưa lên đâu, nhưng mà đem cái tổ ong mới đem một số các vật dụng đồ quà của các bác dưới Sơn Tây lên cho tặng cái xính nữa. Dạ. Lên đây xong lại không phải đắm đò giặt mệt, lên là gặp mưa không xuống được xe ga nữa, thì lại có một cái cháu ở bên Mỹ. Dạ. Cháu mới gửi cho 2.500.000. Dạ. Đấy thì bảo là để giúp đỡ cho cháu xính thì đấy, thì hôm rồi mà đưa cháu xính 500.000 để đi mua cái ngô giống. Dạ. Thì mấy bác cháu rồng. Dạ. Bởi vì rồng rậm ở cái ngô kia nó hỏng hết rồi. Vâng. Thế là còn lại ít tiền để mua thức ăn, và còn lại sẽ mua cho cháu một cái cưa xăng nhỏ này, một cái cưa Trung Quốc thôi. Lần vâng. Trước là bác Long ở trong Sài Gòn bác tặng cho cái cưa Nhật, nó thật ngon quá nhờ, vì lý do cái cháu sử dụng không quen. Không biết dùng. Thế là đâm ra làm hỏng mất, không sửa được. Từ đoạn này là đi vào đi bộ được rồi bác. Cứ xe máy đi thôi. À. Về lên đây đấy. Cháu chưa vào thận mà. Ơi, đây là cao tốc rồi. Từ đây lên cao tốc là cao tốc rồi. Thế cháu đi nhá. Thôi mà bác okay. Đi về cùng cháu đi. Về một chút nữa đây nhá. Đi. Về luôn. Một tí nữa đi. Một tí nữa bác đi tự về. Anh em mình về trước. Làm thêm một đoạn này nữa thôi để cho nó nghỉ luôn về mùa nó. Rồi cứ ấy đi một tí nữa. Đi, bác ấy làm nốt đoạn này. Phang, dạ vâng. Dạ vâng ạ.
cháu này đấy, đấy công việc của bác Hải là cứ treo cuốc nó nghỉ luôn. Cứ chân chất thế này thôi. Cuốc cứ để đây là không ai lấy đâu đúng không? Nào tiếp tục. Bác anh cầm cái chân nhá. Để đây. Hả? Đừng lộ bí mật học cái gym bộ này nhá. Bác không giấu là tí mất đấy. Nào đi. Anh cầm cho. Ui cẩn thận. Nó mà ngã về bên kia thì chống được nhỉ. Ngã về bên này thì chịu không chống được. Đấy đoạn đường mà được sửa chữa xong thì đẹp tuyệt vời các bác. Nhưng mà mình không có bê tông ấy, làm như này thì một thời gian là cái ven nó sẽ sệ xuống và bị cỏ. Đấy, phải đi vào giữa xong là phải đi bên cạnh nữa. Chiếc xe trên này ấy à? Trên này là của ai đây? Mô tô. Đấy là của họ. Họ à? Mình đi vào đấy. Mình lán ở tận bên kia đúng không? Ừ. Đường này đi đâu? Đường này đi về lán. Đây đường này cơ mà để chỗ xe bác Hải này này. Đường này là của họ có mấy cái lán chăn trâu chơi thế này thôi. Chăn trâu chơi. Thế còn mình chăn trâu thật ở trên này đây à? Ừ. Họ là chăn trâu chơi thế này. Đi được không đây? Tính. Anh phải đi bộ không? Mà trời nó mưa thì sẽ trơn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Trước là đường còn lên dốc từ dưới kia lên cơ. Ừ. Mưa là không lên được. Là dính này là có sự khác biệt đặc biệt nhất. Nó có cắn đây. Con này cợp cho một miếng thì là xong ngay. Chào em nhá. Đang làm gì đây? Đang ở nhà. Không phải làm gì à? Nấu cơm nấu kiếc thì chưa? Nhà trông trâu. Trông trâu. Ờ mày cái tổ gì đây em? Cái này để làm. Tổ cho gà ở à? Hà Xính. Tổ. Tổ cho gà ở à Xính? Ong để bắt đầu chạy. Cái gì? Con ong này. Tổ ong nó chạy à? Ừ. Nó nắng quá. Đây, chào mừng các bác đến với biệt thự của em Xính một chân. Ở trên này cao mát lắm. Ô, lần đầu tiên Phèng Phèng lên đây. Đâu nó bay à? Anh xem nào. Ơ, kéo cả điện lên đây rồi á? Đâu, nó đâu? Có thể có tỏ hay là lắng quá nó bốc nó chạy nó bay rồi à? Có nó bắt phụ à đây đây, buộc ở đây này. Ai bắt cho bó, bó là ai này, vợ bắt á à? Cũng biết bắt ong á à? Ui rồi tóm cả con biết bắt cả con chú à con chú biết mà à. Chú này bắt thả về. Thằng chú này đâu hư quá. Đâu xem. Thằng chú này hư quá. Đã nhốt được chú rồi chưa? Nhốt được. Ê nhiều rồi chưa? Tổ ong nhiều luôn. Cái này treo vào trong tổ là nó lại bay vào thôi mà. Trâu ở dưới kia. Vâng. Mùa này nó nóng ấy, nó mà không có đồ ăn là nó bốc ấy. Không phải em vừa bắt về. Vừa mới bắt về à? Ừ. Để bác xem nó tổ nó chạy. Xem nào, nó chạy mang thùng về cho nó luôn. Châu chỉ để ra ăn sắn rồi. Không. Tổ này cũng mới à? Tổ này lâu rồi. Nhưng mà em để nó lắng như này nó bốc ngay. Không. Em lấy cái này che mà nó không chạy đâu mà. Thế à? Nó ẩm lắm ở đây. Chỗ nào một là động ác này, có nghe có nhiều tiếng động này, hai là nó nắng quá là nó sẽ bốc. Con ong nó hay tìm chỗ tổ cây trong gốc cây hốc đá thứ nó mát đấy các bác.
Có bao nhiêu tổ tất cả rồi? Có 15 tổ. 15 tổ à? Đây, đây này. Tổ nào bay ấy nhỉ? Tổ nào vẫn còn. Đây, nhưng mà con chúa đâu? Tổ này nó không chạy đâu. Tổ nào bay thôi. Chẳng biết nó bay từ đâu ra. Đây này các bác này, tổ ong này. Nhưng mà tổ này được mấy câu? Xính ơi, tổ này được mấy câu? À, mấy tổ này này. Làm gì nhiều thế á? Mới bắt về mà đã nhiều thế á? Hello, chào bó con nha. Xính con nha. Ngoan nhỉ. Không biết nó bay tổ nào à? Tổ này đấy. Đâu em? Nhiều mật thế mà nó chạy làm gì? Đâu anh chờ? Là cái gì nhìn nó nhỉ? Mật nhiều không đây này? Ừ nhỉ. Mật đầy. Có mật rồi đấy. Nó chạy nó không hút tím mật nào. Được 1, 2, 3 cầu. Em tháo hết chia cho họ à. Em lại mang tổ ra đặt nó vào. Hôm qua vừa cho, hôm kia vừa cho cái này vào mà nó không xay luôn đấy. Đây vẫn còn này. Nó dừng lại luôn à. Bây bắt chúa thả vào đây là được rồi. Ui, cả lại nó đốt cho. Nó đang không có chúa đấy, nó đang ác đấy. Nhiều mật này mà nó không ở. Chỗ này em để nó động quá, hay ở đây đầy người đi qua lại thì nó là sợ. Không sợ đâu mà. Em cứ nói thế chứ nó phải để chỗ nào nó yên tĩnh, mát mẻ, có nước. Đấy, nó chít, luôn vào, chít luôn vào đầu tay. Mang đi cho nó. Chị băng. Đang ở kia đâu? Nó đang, nó đẻ hết đấy. Quên mất không xem. Tháo ra một cái. Bây giờ nhặt thả vào là được rồi. Tổ ong này nha, con ong nó cũng nhiều lúc là vía mà không tốt là cũng bị bay. Không hợp với người á? Ờ. Sao rồi? Em sao không mấy cái tổ này ra đặt kia, kia vào? Đặt cầu này vào trong tổ khác á? Đi xem nào. Có cái tổ nào em làm gì đây? Đấy, để chỗ này nữa. Tổ này. Xin lấy một cầu của nó. Được 3 cầu á? Em cũng tháo hết rồi. Lấy một cầu của nó sang tổ bên kia. Nhưng mà anh thấy nhiều chỗ họ còn phải nhớ cầu cơ mà. Em để lung tung này có được không? Chưa xe tí nào. Ở trên này, trên cao các bác, nếu mà nuôi được 100, 200, 300 tổ ong thì xính lại thành dầu to. Cứ nhân nó ra thôi. Mật nhiều không? Ừ. Chuyện Vinat hết rồi nhá. Đây này, Vinat hai đầu rồi. Bao giờ nó phải làm ra cái lưỡi gà cơ, nó làm đầy đủ. Nó làm ra cầu xong nó làm tràn ra ngoài cơ. Bởi vì cái này em đang chia cho liền quân cho nhau hết xong mà không... chưa, nó chưa như thế. Ở trên này nó nắng nhưng mà nó rất là mát các bác ạ, bởi vì nhìn từ trên cao xuống ấy. Phạt ra ngoài kia. Dạ. Làm cái xạ ngoài đấy. Buổi tối ngoài đấy. Làm ngủ sướng lắm. Qua cháu ngủ cả ghế rồi mới dậy về ngủ nhà. Bó đang lấy quả đỗ hay lấu canh à? Trồng ở đâu em? Cái này là hai không lấy. Lấy ở đâu cơ? Đây còn hai thành viên nữa chưa hết đâu. À. Còn hai thành viên đang đi lấy nhựa thông ở trên đồi nó. Ai à? Đến chiều về. Hai cái cháu nó ở trên quản bạ kìa. Là về đây lấy nhựa thông cũng ở đây luôn à? Ừ, nó ở nhờ đây luôn. Ồ, thế là bây giờ chỗ này là thành 6 người ở, cả bó con 7 người rồi.
Thì cái khách sạn rộng mênh mông ngoài kia rồi. Nhưng mà tối ngoài này ngủ không có muỗi ạ? Chả còn muỗi nào. Đặc biệt. Có đâu. Gió nó hát đi rồi, lúc sát sáng thì chắc nó mới có. Buổi chiều đây nói thật gió nó lộng vù vù lên. Mát nhỉ, ở trên này mát thật đấy. Buổi chiều tối ra gió nó thổi thổi về. Các bác nhìn ở trên cao thấy cực kỳ mát luôn. Cái khu vực này là có mỗi là nhà xính ở còn xung quanh này là cây cối. Đấy. Các bác nghe sướng chưa? Gà kêu quắc 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 quắc. Nó vừa đẻ trứng xong ấy nhỉ. Đúng rồi. À. Cứ sáng sớm à. Chim hót líu lo. Nó đẻ trên này. Cháu làm em làm rồi. Hả? Em làm rồi cho nó đẻ đấy luôn. Làm đẻ trên nóc nhà luôn. Sợ trứng nó rơi không lăn vỡ không? Ừ, khai to lắm. Ở đây xính thì có điều đặc biệt đây này, là ngan ngan lên mái nhà nhổ đinh. À. Cắp, ăn cắp trứng. Ngan nhổ đinh ạ, nó ngan lên mái nhà. Dạ. Hay là nó thiếu sắt. Ê, tí cho cái này vào luộc không ạ? Luộc cái này với cả cái này luộc nữa. Đậu chín. Đậu. Vâng. Đậu này trần qua ăn sống cho nó mát. Mùa này nóng lắm. Đây, trên này thì con chú được ăn đặc sản. Có khi phải làm xin con cua. Con này ăn được rồi đúng không ạ? Con này từ hôm qua đấy ạ. Hôm qua bắt từ hôm qua sáng nay mới xào đúng không? Xào sáng nay xào cua hôm qua xong rồi để đấy để cho nó khỏe hỏng. À thế à. Cua này cua đá đấy ạ. Suối nào ạ? Cái suối ngay đây có suối rồi ạ? Đây cái khe. Đâu phải suối. Cua này là đặc sản. Nhưng mà ngon quá, xin phép các bác nhé. Xin phép chú Hải với em Xính nhá. Nói thật sự nhá, xem ở dưới kia làm sao dám ăn sang như bọn chú ở đây. Ngon thế. Có những bữa ăn mà kiếm tiền cũng dễ nhá. Có một lúc buổi trưa chú đi làm khoảng 500 nghìn. Một lúc thôi. Ăn hết một bữa luôn. Con gì à? Măng, đắng. Lấy một yến về xong rồi mang bây giờ 50.000 một cân. Đúng không? 10 cân là 500.000 rồi. Mà mình đi buổi trưa được mười mấy cân chỉ tính 500 thôi. Bóc mỗi cái lá ăn này thì ăn đúng một bữa ăn quá sang là gì nữa. Nhưng mà ăn một bữa hết yến măng là hơi ác em. Đông mà. Nhưng mà Xính em. Anh nghĩ là không mổ gà đâu. Không. Anh bảo đừng có mổ gà nữa đi. Mổ thì nó canh cứ thỉnh thoảng anh mới lên, có phải số ngày lên đâu, nhưng mà số ngày lên thì thôi. Okay. Nhưng mà anh ăn kia rồi mua kia cái kia. Thì tối chú cháu mình vẫn lại ăn. Ừ, thế được rồi, thêm mổ xong là anh cũng xin miếng. Để còn đâu chiều em ăn cơm. Thưởng thức là con gà ở trên núi. Chuẩn gà đen. Em ăn được trứng kiến rồi nhỉ? Trứng kiến cháu mỗi gà bù kết cháu không ăn được rồi. À? Mấy cả đinh năm phân là không dám ăn. Lá xoan ăn được hết. Lá xoan nằm gỏi. Hay là chú đi làm mấy tổ nhỉ? Tổ kiến bây giờ à? Nhưng mà làm lâu lắm, rũ lâu lắm. Được 2 tiếng là một bữa ngon lành. Ui, bây giờ 10 giờ rồi, để hôm khác. Chiều hôm kia chú vừa làm gần cân. Một rỗ cái tổ đấy. Vâng. Gần cân trứng về đây. Cái đấy chặt cái tổ xuống xong là bập ra xong là thả lá vào cho nó bậu vào. Nói chung là cũng không nói gì đơn giản nữa, nhưng mà cháu là tuổi thơ cũng đi chặt tổ kiến nhiều rồi. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì chắc là chỉ có chú Hải mới. Nhưng mà nếu mà nói cái tổ kiến to ấy. Không. Tổ kiến ngạt chứ. Tổ kiến ngạt đấy. Ngạt chứ không tổ mà nó lấy tổ xin phép nó lấy cứt trâu để nó làm tổ. Cứt trâu đâu mà người tưởng cái kia nó giống cứt trâu lá cây thôi. Lá cây đấy chứ. Nó cắn cái vỏ cây đi làm thôi. Chứ tưởng tượng là cứt trâu đấy nhưng mà không phải đâu. Nhưng mà cái đấy mà biết làm ấy, người biết làm rất nhanh. Người không biết làm thì bị cắn mà không được. Nếu mà có cái bông chít ấy thì làm rất là nhanh. Thả vào xong nó bậu lên xong mình rũ. Mình lau rất là quét rất nhanh. Vâng. Có gì đâu mà dao như là chú Hải làm là cuối cùng có cái chảy về chú Hải làm. Chú phải làm khoảng độ 40 cân. Ồ thế à? Ở trên Hà Giang bọn Phèng ấy thì là có cái bánh. Có cái bánh trứng kiến. Đúng rồi, bánh lá ngoại. Bánh lá ngoại trứng kiến cực kỳ ngon. Cái vườn với chiều hôm kia là nó nở hơi nhiều rồi, chứ nếu mà nó mà chưa bị nở mấy thì chiều hôm kia phải làm khoảng độ 2 cân. 2 cân à? Nhưng mà nó nở rồi cho mấy kiểu. 2 cân mà nhân với 400.000 một cân. Đấy. Tiền dễ như không. Là có 800.000 thôi. Nhưng mà cái đường đi lên trên này công nhận là đợt này là đỡ rồi đấy. Nhưng mà cháu vẫn thấy khiếp bởi vì lần đầu đi lên ấy. Nó hơi hốt. Lại còn có biết Xính như kể chuyện chưa? Xính ngã một phát. Dạ. Ngã một phát. Mà ra được khoảng cũng được gần triệu. Ngã một phát mà ra 1 triệu. Ừ, gần triệu thôi. Thế là như nào ạ? Ngã một cái kinh khủng, ngã trên vực. Cứ tỉnh xuống, lăn xuống vườn đấy. Nhưng mà nhận được tiền hay như nào được 1 triệu ạ? Rơi thẳng xuống cái hố đá đấy, con ong ở dưới hố đá. À, ngã đâm đầu tổ ong à?
hai chú cháu đi qua đấy, mò đi rồi trượt chân phát xuống coi như là lôi mày chết rồi, chắc này rơi, nhưng mà chú ấy chắc nó chỉ tầm 3 mét thôi mà toàn gột rơi xuống mất thế ong vù lên. Thế là không bị đốn phát nào à? Thế là được một tổ ong nhỉ? Tổ ong đó là nhưng mà làm hơn 2 lít mà. Thế thì tuyệt vời. Hơn triệu chứ, hơn triệu chứ. Thế thì quả ngã đấy đi vào nòng đất đấy nhờ, đi vào nòng tổ ong luôn. Chẳng biết chuẩn thật đấy, hôm sau đi tìm mất một vòng mới thấy một tổ nữa. À. Hôm qua hai chú cháu đi tìm gần chết, coi như đi. Hôm qua thì cái tháp bay, phải biết cái tháp bay ở chỗ anh Mắc Phi Làng cái bên đó, à cái hẻm bay có. Ra hai chú cháu bò ra đúng cái hẻm tôi giảm đấy, ra đúng cái khe giữa của cái vách kia mà đấy. Anh nhìn thấy mà không có thể có ai đi vào mà hai chú cháu có thể xuống. Nhưng mà đấy. Đi ra đấy làm gì? Tìm ong. Úi giời. Đi nhiều thêm. Hai chú cháu. Dạ vâng. Xuống từ trên đỉnh. Một thằng một chân, có một ông già xong hai chú. Ở trên đấy gọi không ai như thế. Xính ơi, em làm cái thịt kia đi. À, cho vào cạo đi em. Đây, cạo mạnh vào. Cho vào luộc, luộc con gà em nấu canh à? Nấu canh gừng. Ừ, nấu canh gừng. Nấu canh gừng thì ăn được nhiều cơm mà ăn được lâu các bác. Gà trên bản nó không to ấy. Không, lướng thì bây giờ đến có mà đến tê bao giờ mới được ăn. Em cứ cho nấu canh thì được. Canh gừng là ngon nhất. Móc củ gừng kia. Mang gừng sắn này. Ừ. Mấy con cua cái ngon nhỉ? Cua bắt được lâu không? Hôm qua mới bắt về. À, luộc vào cái nước à, cái nồi ấy nha. Đồ mèn mén. Bỏ chiều mang dao cắt tóc cho dính đi thôi. Tóc rậm quá. Nhìn như cái tổ quạ rồi. Để cho nó chống, chống nắng luôn. Cho chống nắng. Còn mỗi gà tí băm ra nấu là được đúng không? Là ăn cơm rồi đúng không? Ờ. Rau là có đỗ rồi, có quả đỗ này. Có đậu phụ này, có gà rang canh gừng này, có thịt luộc này. Có bao nhiêu gà bây giờ hả Xính? Thế còn ngan? Con ngan á. Đây này, ngan này này. Ngan là con 8 con. Đây các bác. Đấy, ngan này. Để được 6 con này. Ừ. Một tổ, 2 tổ ớt chưa nở. Gà nó chạy ở dưới kia nhỉ. Về nó lên hết rồi. Cây này là cây gì hả Xính? Cây này là cây nó kia nó có quả to. Có ăn được không? Thế mang lên đây trồng. Nó cắt được. Thảo nào cây này còn ăn được mới để đây quả đây à, để cây đây. Còn đâu nếu không ăn được thì đã chặt rồi. Chỗ này có cái ao được trước ước có tặng cho ít cá. Ở trên này thì nắng phơi quần áo rất là nhanh khô. Đấy, có gió nữa. Dưới này là chuồng trại, chuồng lợn, chuồng dê dưới này các bác nhé. Kia là biệt thự ngàn sao. Những cái khóm khóm trên này cắm cây tre là cái gì đấy? Cây vú sữa. Cây gì? Cây vú sữa. Cây vú sữa à? Trồng đâu chưa? À thế à? Ờ, trên này trồng được hoa quả thì quá tuyệt vời. Trên này thì thực sự là trước đây là không có điện ấy, thì là hơi vất vả, bởi vì là một là dùng điện thoại hoặc là sạc điện thoại hay là dùng các thứ nó không có. Đấy, đây bây giờ có, được các bác giúp cho có điện năng lượng này. Đấy, được quạt này. Em bé ngủ rất là mát, ngon. Đấy, có điện này, có cả đường nữa. Bây giờ là có điện, có đường rồi. Thiếu trường trạm nữa thôi. Trạm xá thì đi xuống dưới kia. Còn đâu cái này là cái bộ phát sóng à, phát điện này, kích điện. Trạm phát điện. Trạm BTF. Đấy này. Dạ. Long phen đấy gió thổi cây nhìn xuống. Mát nhỉ. Vâng. Hay tập tự để cái không khí nó trong lành, trong lại gió tự nhiên. Nhưng mà tối ngủ ngoài này thật à? Ngủ ngoài này. Thế là tối bác Hải ngủ ngoài này á? À mấy chú cháu. À thế à? Xính cũng tập trung ngoài này. Lúc nào mà nó mát thì ngủ trong này.
hôm nào mà trời nó mát mát thì ngủ trong này, còn hôm nào giải bạt ra xong bắt đầu giải chăn ra để cho nó im. Dạ. Đây là cái màn đây đúng không? Màn thì gọi để cho cho đẹp thôi đúng không? Còn ở đây là không có muỗi, đặc biệt không có muỗi. Cao quá. Không, với cả không gió lý do gì. Hay là gió thổi mạnh bạt cả muỗi bay đi à? Vào rừng thì có muỗi nhưng mà ra đây đặc biệt không có muỗi. Ờ. Thế thi thoảng lắm mới có, là rời rời mới có một hai con ve ve, không tuyệt đối là không thấy muỗi. Chỉ không rồi ban ngày nó bay phải mắc màn cho trẻ con như thế. Thế là không có muỗi nhỉ. Cái nhưng mà bây giờ là hai bạn kia về ở thì ở đâu? Đấy, cũng tất cả đây hết. Không ngủ ở giường này à? Đấy, coi như là giường này cơ mà không ai ngủ à? Giường này hôm nào mà nó mát mẻ thì lại vào ngủ. À. Còn nếu không thì ngủ ngoài Bờ La Hiên. Bờ La Hiên. Cái tấm phên này bắt đầu nó ra mọt này các bạn. Đây có hai cái lồng chim. Nhưng mà không có chim, lồng này đẹp này. Nhưng mà không có con chim nào. Mang từ sân Tây đấy. Đấy con gà này là chặt nhỏ nhỏ ra nấu canh gừng các bác. Gà này nuôi bao lâu rồi hả Sính? Hơn 5 tháng rồi. Lúc đó lên đưa cả em bé lên bé tí. Thơm thế nhở, gừng ở trên này này nó củ nó bé nhưng mà thơm lắm các bạn. Chưa? À, cho nước vào sấp sấp vào. Gà này gà lon các bác ạ. Đó, ngon. Đừng để nhiều quá. Rồi. Không tí lại không vớt được miếng thịt nào. Đấy. Mình lấy đổ mình lấy chứ. Sàng ấy. Em đảo lên. Đợi nó sủi các bác. Chín chưa nhỉ? Chú Hải nhỉ? Chín rồi. Em đảo lên nó đã chín rồi. Cái này chỉ cần nước. Nước nó sủi nên là được mà. Sôi nên là được mà. Nước này ngọt lắm nhỉ. Nước này tốn cơm lắm các bác. Không biết đã chín chưa ấy. Ui. Quá chín rồi. Cái này nó ấy nhỉ. Nó nóng hơn. Ui chín nó. Mà dân thì thèm luôn. Cứ lên đi đây là mưa. Không được mưa lớn nữa, nhưng mà rất là có mưa. Đây các bác. Thịt lợn bản ngon lắm. Con trâu à, con bò à, con dê nó chạy về để uống nước à? Con trâu ấy. Thế à? Thấy ngò mõ có con. Đấy các bác. Ngon thật đấy. Này có thịt lợn này cộng với cả tí có cái món gà nữa, gà canh gừng với cả cái quả đỗ các bác. Quả bộ đỗ đặc biệt lắm, nhìn nó cứ xanh xanh như kiểu mắt con tín ấy, con trồn con cáo ấy. Đỗ này tên là đỗ gì hả bác Hải? Đỗ cu ve. Đỗ cu ve. Cu ve là cu ve ta. Cu ve bồng cao. Đấy hạt nó xanh nè, đâu có một hạt. Đấy, hết. Xanh nét luôn nhỉ. Đấy, con gà trứng, con gà cũng đem mà cái trứng cũng tím luôn đấy. Chín rồi em ạ. Cái quả đỗ này nhìn cảm giác nó già ấy.
nhưng mà nó lại không già, rất là non. Đỗ cu ve mèo. Đây, bác Hải bảo thế, đâu anh sẽ làm, anh cầm cho. Rồi, giờ mời các bác đi ăn cơm. Đây, cơm toàn đồ ngon các bác. Ngồi chỗ này thì mát hết nước chấm luôn. Mát rưỡi rưỡi. Ui giời. Cây nó tha. Nó gài bùa. Đấy, cái đấy cẩn thận bỏng em nhá. Cái đấy là mỗi bát nhạc trưởng của bữa cơm nay, canh gà. Ớt này, đậu phụ này, toàn thịt đấy các bác. Cứ để đấy. Dạ vâng. Cái này có thể để nghiêng được. Dạ, cần nhận đổ bát nước chấm xinh ơi. Hít nó. Hít hít. Bó cái điệu cười hít hít à. Nó còn đi xe máy cái gì? Hả? Có không? Rồi mời các bác ăn cơm nhá. À, đến bữa rồi. Hôm nay lên thăm gia đình của em Xính, hôm nay là lần đầu tiên lên đây chơi với ở gia đình. Trên nán này. Này có bữa cơm ngon quá. Rồi mời các bác. Mời các bác ăn cơm, mời em ăn cơm đi. Thôi Đồng Hải mời tất cả khán giả trên kênh của Phèng Phèng ăn cơm cùng với mấy chú cháu mình. Chào dạ, tất cả vâng. Các bác nhá. Hôm nay các bác mới được gặp anh Phèng lên lán của cháu nhá. Lần đầu tiên đấy nhỉ. Lần đầu tiên. Cũng hứa nhiều lần nhưng mà hôm nay mới lên được. Hứa rồi nên là hôm nay mới hứa thật. Mời cả gia đình người ta đi. Vâng. Nói mõ. Tí nữa ăn cơm xong thì Phèng cũng phải xin phép là nhờ bác Hải chở xuống này. Chứ còn nó đi lên thì Phèng dám đi xe của Xính nhưng đi xuống thì thôi. Rồi yên tâm, tay lái bác Hải chắc là sẽ... Đi xuống thì sợ... Mới trải nghiệm, mới 7.000 cây số bác Hải mới đi về xong. Nên là chắc là... Anh mà sợ thì em sao dám ở trên này nữa. Nhưng mà đi lên thì cảm giác nó an toàn hơn đi xuống. Đi xuống em ấy phi xuống dốc ấy. Các bác. Nếu lần sau thì cứ để im để cho bác Hải chờ đi. Dạ. Chỗ này mềm thật. Quá ngon chứ. Vâng. Cái này nó mềm mềm. Mềm. Nó bùi, nó thơm. Ngon thật đấy, cái đỗ này... Mình cứ tưởng là già nó phải có sơ ấy, nhưng không phải. Ăn thử gà đi. Từ gà nó có sơ rồi nhưng mà nó vẫn mềm. Nó cay ấy. Nó hay rồi. Ôi, anh xin. Nó còng nào. Nó còng đây này. Đây. Nó còng à. Ừ. Nghe cho bó à. Đấy, bác Hải. Thì bác Hải khác gấp, bác Hải gấp miếng to đi. Bác Hải lấy miếng to. Nó còng này. Cảm ơn nhá. Tết đến nhà chơi, Tết có thịt. Chàng mời các bác ăn miếng đậu. Nó còng này. Nó cay. Đấy, nó còng này. Ngon quá. Con ngan ăn cắp trứng. Ngon, con ngan rất là ngon luôn. Qua nó ăn trộm trứng hả bác? Ăn trộm nhiều rồi đấy. Con ngan lại đều nhà nó lại biết ăn trộm trứng. Ngan ăn trộm trứng gà. Trộm đấy. Đập nó quá. Đập nó khỏe mà. Chính làm cho nó què phát rồi tiên thể mày què thì mổ. Không phải mổ liên tục rồi, đúng nó cũng mổ mấy chú cháu lao động mệt rồi. Cũng vẫn mổ liên tục chứ. Gà ca nấu cay nhiều rồi, ngan mổ mấy con rồi gì nữa. Con gà này thì Phèng xin phép cầm tay. Để ngon lắm các bác. Phèng mời các bác ăn cơm nhá. Ngon lắm. Gà nhà Xính thì để nói nó là nhất rồi nhỉ, gần như là đỉnh. Ở trên này nó sạch sẽ. Nó ra rừng. Gà chạy bộ nhiều. Cái này rừng. Tí anh phải xin miếng cháy này. Anh thì ăn cháy. Còn thấy bác Hải. Học chú Hải vào. Bác Hải toàn bao nhiêu cháy là toàn bác Hải thầu hết. Thế à? Còn nó bảo sao hôm nay ăn cháy rồi. Hôm nay phải chia cho cháu ạ. Thôi anh đi về đây. Chúc hai vợ chồng ở trên này chăn thả rồi dê lợn bò gà phát triển mạnh mẽ nhá. Lên thăm thấy gia đình như này là ổn rồi. Trên này đặc điểm một cái là rất là mát nữa các bác. Nên đây thấy trời là nóng. Đi ra phơi vào nắng thì nó sẽ bị nóng nhưng mà chui vào gốc cây thì lại mát. Đó, như vâng. Miền Nam ấy. Vâng. Miền Nam ấy. Này Phèng lên thăm gia đình em Xính, đưa khán giả gặp lại gia đình. Video của Phèng đến đây cũng là xin được kết thúc. Phèng xin chào và hẹn gặp các bác ở những chào video tiếp theo. Các bác luôn luôn mạnh khỏe nhá. Rồi. Luôn luôn theo dõi kênh YouTube của anh Phèng. Rồi. Hôm nay mới là gặp lại tất cả các bác, chúc tất cả các bác mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn em nhá. Rồi. Chào, rồi, chào bác Hải nhá. Chào em Phèng. Bây giờ là phải nhờ bác Hải chở xuống. Ok, bác Hải làm lái xe. Chưa. Chứ bây giờ không đi xuống nó nguy hiểm hơn đi lên. Bác Hải thì đưa con đường này thì bác Hải con đi xuống thì em Xính em đi xuống kiểu phanh ấy các bác.